Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh Phương Lê Vlog. Hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho anh em một trò chơi tại miền quê mình nha. Ở trong mùa dịch này, dịp này làm vlog nhiều quá cũng hơi chán, nên Phương sẽ chuyển sang trò chơi cho team Phương ha. Ok, bây giờ mình cùng nhau đến xem thử trò chơi đó là gì nha. Ok, bây giờ anh em mình sẽ chơi một trò chơi là quay chai, nếu mà trúng người nào thì sẽ trố trứng nha anh em. Người đó sẽ trố những người kia nha. Đây, đây số trứng anh em mình chuẩn bị. Đấy, mình sẽ thử nha. Đây, như này cái chai đây. Đấy, như mình quay đây. Quay đây, trúng lưng đúng không? Đây, mình để chố về nha. Đó, ví dụ thôi nha anh em. Đây, ví dụ thôi nha. Nó có bỡ. Đây, mình để chuẩn bị hết rồi. Nên là nó không có bỡ đâu. Trứng này nó không bỡ chứ. Đập vô gì nó mới bỡ rồi. Ok, giờ anh em đón xem phần trò chơi của anh em mình nha. Tắt đi. Ok, bây giờ là anh em mình sẽ chơi nha. Vì trời cũng nắng nên là có mấy anh khùng nó chơi thôi, nên anh em thông cảm nha. Đây là cái chai nha. Đây, trứng thì cũng chuẩn bị hết rồi anh em ơi. Chuẩn bị nha. Tít với đầu nha anh em. Tít với đầu nha. Tít với đầu nha, chuẩn bị nha. Ôi trời ơi. Ủa cho nó không trúng. Ủa là này là mua đi anh em. Mẹ đâu quá trúng này. Phương á. Ok, chúng mày vô chơi nha. Thôi. Mấy cái trứng hàng phải kia em nợ. Chó bỡ lại coi. Anh em. Trứng chó bỡ anh em. Đây đây đây. Đây anh em. Trứng chó ăn bỡ này. Đấy. Mấy tụi tí cắm đầu luôn á. Ok, bây giờ vô lại nghe anh em. Ngu dốt. Mấy này no quá đi em. Đây anh em chuẩn bị một quẻ trước nha. Năm năm. Này lưng quay ơi. Ủa chọn trứng kia đâu? Ở lại. À, lưng quay ơi. Mẹ nó chọn. Ông trúng mà ông chạy đi mà. Rồi, mua ơi. Mưa nó trúng mà chạy anh em. Nó chạy điếm quá. Rồi. Nam nam. Xin chào quý vị quá. Trời ơi, ai quay? Đưa quay à.
đây anh em. Đây. Hai người ba anh em mình cho. Cho nét luôn này anh em. Đây. Đây đi. Đây. Rồi ơi. Nè nè nè. Còn sáu trứng anh em có lên nha, anh em có lên nha. Tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay, trở lên. Anh em ơi, mùi tương này đi. Đâu, đâu, mùi tương này đâu. Ôi, mày biểu. Mẹ chỉ cắt đầu luôn á. Đi lên, đi lên. Đâu, đâu, đâu. Để mình thử cho nè. Ơ, ấm rồi anh em. Tí này, nhìn áo anh em. Ở thùng anh em ơi, đâu rồi. Còn mua món gì đây đúng không? Người thằng trứng không anh em? Đây, mùi. Còn 7 lượt nữa nha anh em. Ok anh em nha. Bây giờ thằng nào nãy giờ ai bị nhiều nhất nè. Mưa nha, mưa nha. Rồi nha. Nếu mà anh em thấy video này của mình, anh em mình hay thì hãy cho anh em mình một like và một đăng ký kênh nha. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục trò chơi nha. Canh ngay đầu không chung chờ. Đây anh em. Đây là trứng Trung Quốc rồi. Nó chó, chó nó không bỡ. Nó chó đầu quê. Đâu mà sao nó không bỡ. À quê. Ai quay ai quay ai. Rồi sao rồi. Anh em. To. Rồi, đã tao quay nha. Lưu quay cho đi xem rồi. Đấy anh em. To rồi. Giờ ông nẹo đâu, ông nẹo đâu. Nó đâu quê đâu. Ôi trời ơi. Cây dư gì mày. Không bỡ. Không bỡ nha, không bỡ nha. Lưng né hay quá các bạn. Cái này gọi trứng Trung Quốc thì anh em đừng mua trứng tại quán mày mừng nha. Mày mừng bán Trung Quốc, chó nó không bỡ. Đây. Chị đâm chú. Mày nó cầm trứng sẵn mày. Nó cầm trái cú tao luôn á. Trái trái này. Hàng Việt Nam. Có phải đâu bỡ nó chưa bỡ. Anh em. Mày đâu có mày. Mày ơi. Mẹ. Thì giờ mới hiểu cảm giác là hàng Việt Nam đó. Sao? Keo. Ơi từ từ. Ồ. Đây lương đây. Mày léo luôn rồi. Phua. Mấy ông này chó nó ghè quá anh em, chó nó không trúng. Ok anh em nha, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục việc chơi nha. Tổng cộng còn có 5 quẻ nữa nha. Chuẩn bị nha. Từ từ. Đó, cho mình đá trước nha anh em. Ôi. Cha. Gọi xong rồi. Wow. Anh em ơi, cái này bê lận rồi nha anh em. Thằng mua là bê lận rồi, chó không trúng rồi. Bê lận đứng. Hai cái mình. Rồi, để mình quay nha anh em. Rồi. Đây giờ bạn Huynh quay nha. Biết rồi. Cho chiều lén mưa. Mấy ông này kỹ năng biết luôn anh em à. Còn bê trái rồi. Đó anh em mình suy nghĩ rồi. Bê trái này tao sẽ bê trái chỗ hết bê mày. Từ. Từ nha anh em. Đó bê trái anh em mình cho nó gần gần tí. Mấy này nó ghè quá trốn trúng anh em à. Đấy. Ok anh em chuẩn bị vô nha. Giải dạ, quay hai lần vô bay. Từ nha anh em. Thành lưng anh em á, đó là anh em nè, mày la thì hỏi là lưng xe bị ăn trứng nhiều nha. Nhân phẩm nó kiếm quá, nó đi mà hàng kia đi trước, hàng này đi sau anh em à. Nhân phẩm này kiếm quá anh em ơi. Mẹ đi sau gì mà dính.
không tính là tá thì mưa. Điên, lát nữa mày đi á, mày lo rằng mua chứ không đi mày chụp vào sau ấy. Ở đây không? Ừ. Vô. Thầy muốn nha. Anh em vô tập trung nè, tập trung cũng bị này, còn hai trái đúng không? Anh em tập trung cũng bị nha. Sao nãy nói hai trái mình chỗ hết mà sao giờ chỗ mình rồi. À đó nghe anh em, chuẩn bị tập trung biết ngay nha. Ngu rút. Mua là bốn trái không trúng nha anh em. Phương chưa dính không? Tèo. Bây giờ Phương chưa dính á. Dính chậm. Thừa dính. Anh em ơi, bắt tèo anh trúng à. Lương dính rồi anh em ơi. Lương lại dính rồi. Nó đòi hàng kia lại đi trước nè. Đây anh em. Ôi ơi. Ok, anh em đứng vô đây nè. Đấy. Lương nó cho vô quá anh em. Tối nay kiểu này xịt nước ho đi ra chi mà anh em à. À mình không trúng mà mình cũng bị lây anh em. Anh em quay cho anh em tí thôi. Ok nha. Nếu anh em nào mà thích video của bốn anh em mình thì cho anh em mình một like và một đăng ký cho anh nha. Chúc anh em ở nhà chống dịch thật vui vẻ ha. Chào tất cả anh em. Bây giờ là anh em mình đi tắm nha.